Alo. Hit sen. Đấy là hai hit sen full hit. Đấy là quân bên phía đội bạn. Rất đẹp. Nhưng mình thắng được thì đấy mới là một tự hào. Và đây là màn hình máy của game thủ No 1 cầm pan. Chim sẻ nắng. Mark C đầu cánh. Hồng Anh, Greg, Chip Boy, Ajinomoto. Có lẽ là phải đánh cung thôi. Bài này hai cây gỗ 75 rất gần với nhà chính. Hy vọng rằng game thủ No 1 trận đấu này anh chém tốt. Vốt bài cầm pan đột biến. Chim sẻ trận đấu này Mark C coi như phế rồi. Khi mà hai hit đi. Bên phía đội bạn có hai hit đi thì cái việc mà chim sẻ nắng dummy được là hơi khoai. À không, như vậy là bên phía đội bạn có một hit thôi. Egypt Seng Pho. Ba nhà đánh chém, một nhà hit đánh cung cũng được. Và hit là của game thủ Yugi. Bên họ thì ai đánh cung cũng như nhau thôi, ai chém cũng được. Vâng, ngày hôm nay chắc BB ăn cắp chuột của No 1 thì phải. BB chắc nhảy được chuột No 1. Và hôm nay No 1 dường như anh gặp rất nhiều vấn đề về chuột từ đầu đến giờ rồi. Trận đấu này thì Yamamoto cần phải có hốc. Và nếu như Yamamoto mà nhảy được 4 thì may ra cuộc cửa. Thì nếu đánh nguyên về đời 3 thì tôi nghĩ là khó. Cùng hit với cùng Egypt thì cùng Nga Minwan cũng không chịu nổi nhiệt. Đến với màn hình máy ở game thủ chim sẻ chưa? Mark C. No 1 cầm pan. Vẫn chưa thấy gì đột biến. Voi vẫy tai nhưng dường như đây là voi cô đơn. Đúng là như thế. Cần phải hỏi thăm Hồng Anh dâng lờ trận này như nào. Và có đánh kẹp xăm hay không. Có xe giò thì vất luôn vào trong khu vực góc 9 giờ. Nhiều khả năng đấy là nhà Hitty kẹp xăm. Nếu Hitty kẹp xăm thì Hitty sẽ là người hút đam để cho ba nhà còn lại khỏe. Đến với Chip Boy. Không có gì đột biến. Vâng, bây giờ thì đây rồi. Có bãi quả trên góc 12 giờ và anh đang nhường cho No 1. Vâng, Chip Boy đang nhường cho No 1 nhưng đây là một bãi quả rất xa. Natasha. Vâng, map này đánh rồi. Chip Boy ở vậy. Map này đánh rồi, thua đấy. Tôi không biết là ai thua. Chắc là bên họ thua thôi. Đến với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Cũng có đôi voi nhưng giờ mới về đến nhà chính. Thì không biết là có chơi được không. Cắt dân gian quả. Đến màn hình máy ở game thủ Chip Boy đi để tôi nhìn lại bãi quả. Thôi. No 1 cũng đã thấy bãi hiêu rồi thì thôi tí nữa ăn giật đến đấy ăn quả anh ạ. 7 con hiêu chỗ này là đủ rồi. Không, chỉ 6 con. Vâng, cắt một dân lên đấy. Tít góc 12 giờ cơ. Không phải, đây bãi quả khác. Hình như đây bãi quả khác thì phải.
Thôi nâu một thấy quả rồi, chị boy cứ lo việc nhà mình thôi. 26 dân. Vâng, map này có kẹp xăm không? Vâng, nhớ được đồ mà không biết là mình nhớ được đồ mà hình như là không nhớ kẹp xăm. Thì hơi dị. Tôi nghĩ là trận này hình như kẹp xăm là hit thì phải. Hai ba dân. Chim sẻ đang chuẩn bị kích đòi một bài tầm 10-20. Không. Không, cũng có thể là sớm hơn. Vâng, 10-15 thôi. Ép đòi rất khét với một bài cờ Max C. Có đặt được S ở bãi vàng không? Chắc là đặt tít ra ngoài rồi. Nâng công. Màu 3 à? Màu 3. Kẹp xăm. Và đây là nhà Sen chơi son. À, Egypt Sen phô, đây là phô rồi. Ui giời, ông vẩy eo gớm vậy ông hea ơi. Và đây là chim sẻ đấy. Chứ nếu không thì cụ đi chân lạnh toát rồi. Vâng, con ngựa giò. Vâng, vào bãi gỗ của đối phương cái còn nguyên 1/3 bình máu. Khiếp hồn. Đến với màn hình máy pan của game thủ No 1 xem sao. Pan No 1 gặp Hitty đến từ game thủ Yugi. Rồi xúc luôn. Bãi quả đây rồi, đang bú khỏe và tí ra ruộng luôn ở bãi quả này. Yugi chưa lên đòi, bãi quả Yugi vẫn đang, nông dân vẫn đang đứng thầm dù. Tươi đấy. Yugi cần phải đứng thêm tí nữa. Màu 1 cầm Egypt dâng L. Vâng, chém bãi quả nhà Yugi trước đã. Cứ chém bãi quả nhà Yugi trước đã. Chém xong 6 dân này chạy luôn nhau 1 để giảm áp lực cho game thủ Chip Boy. Vậy e luôn anh ơi. Nhà game thủ Yugi rất khỏe ở bài này. Yugi đang định giữ 6 dân. Nhưng không có đâu. Quên chuyện đi. Màu 1 dâng L. Màu 2 là người cầm Sen. Chắc đánh cùng. Đó. Vâng, bây giờ thì tạt một tơn vào nhà cái thủ BB màu 1 trong cánh. Cánh bên kia thì chim sẻ nắng hay sao. Tham Lai vẫn đang 24 và vẫn đang chấp nhận được cái một cái tham ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì lạc đà của game thủ mùa 3 đang vắt được đều. Không biết rằng game thủ Hồng Anh sống sao. Với bài cầm Greg, Tham Lai chỉ có 3-3 thôi. Tạt một tơn vào nhà game thủ mùa 2. Người đánh cung. Đến với màn hình máy ở game thủ No 1 đi. Anh chém được vào nhà BB không? BB đang chết được 2-3 thằng dân gì đấy. Không nhiều. Một bài Egypt đánh chém dâng L. Cho Hitty khỏe. Nhưng đánh L đây, một bài đánh L luôn tại nhà với. Không phải là dâng L về này vì là nhà anh lưng chừng rồi, không phải dâng. Chém ruộng đi. Đi ruộng hay hơn. Cùng rồi Hit đã bắt đầu đẩy, bây giờ là Chip Boy khỏe chưa? Có lẽ tôi chỉ muốn xem Chip Boy ở thời điểm phút thứ 19 thôi. Kìa, bãi vàng đang bị chơi. Đây là màn hình máy ở game thủ chim sẻ. 14. Khi mà cung R-Sen đã đẩy ra bắn bò nhỏ. Hồng Anh. Bây giờ thì anh đang đợi game thủ chim sẻ. Vâng, định ra chặt hỏng cái gỗ 40 này để có thể lọt vào nhà đối phương khi một bài Sen là quá kín. Nhưng đã bị lộ hàng rồi. No 1 cũng đang đi được vào nhà Hit. Một trận No 1 chém khá khỏe. Tham Lai vẫn chỉ cân thôi, do bên mình có pan.
Bây giờ thì chim sẻ tham lai chỉ còn 13. Và đây là một cái tham khá khó đánh. Vẩy e đi. Vâng, chim sẻ chủ động vẩy e. Vâng, chim này, tên này có vẩy e lọt vào thì cũng không được. Khi cung R đối phương đang đứng bên trong là rất đông. Màn hình máy pan đến được game thủ nô 1. Tăng thêm nhà nữa. Chip boy. Bây giờ timeline là 50/76. Đã bung được nhà BN ra rồi. Chủ động nhảy 4 bài này. Không thể làm được cách khác. Nếu như không nhảy 4. Màn hình máy Hồng Anh. Anh vẫn đang không cho game thủ, không cho game thủ cầm sen ra được khỏi nhà của mình. Nhưng bây giờ thì bãi vàng chúng ta có thể thấy rằng He He đang gõ 19. Thì chúng ta có thể hiểu được là bãi vàng này có lẽ là nó sẽ chết. 1-2 cung R đến từ phô. Đấy là điều mà game thủ, là điều mà game thủ Hồng Anh sẽ phải gặp ở trong tình huống tiếp theo. Sẽ có 1-2 cung R. Phô Đê Xe An màu 3 đang còn khỏe nguyên. No 1 là 19/32. Em kia đọc rồi đó. Máy màu 7 mà. Vâng, như vậy là game thủ Hồng Anh đã lọt vào nhà sen. Trong một tình huống mà thật sự là tôi không hiểu tại sao lại có thể lọt được. Rõ ràng là tôi vừa nhìn máy nó, vừa nhìn máy game thủ Hồng Anh xong. Tại sao lại lọt được vào nhà sen? Bây giờ thì Imaxe đến từ game thủ, Imaxe đến từ game thủ chim sẻ cần phải lọt vào luôn. Nếu mà lấy được nhà sen thì cơ hội thắng nó sẽ được mở ra một tí. Nhưng bây giờ thì chim sẻ vào trong chưa? Vẫn chưa thấy vào trong. Anh vẫn đang giải các kiểu thôi. Vậy tiếp đi, đúng rồi. Mèo mèo chưa để ý. Tốt lắm. Nó vào xoang. Vào xoang. Tất tay. Mèo mèo đã mở vùng. Hồng Anh đang bên trong. Vâng. Chim sẻ đang chui vào nhưng cần phải có ông quạt than nữa. No 1 đâu? Không, No 1 không có ở đây để quạt bếp. No 1 đang ở khu vực nhà game thủ 1 cơ. No 1 mà cũng vào nhà sen mà No 1 ở ngoài quạt bếp thì tươi. Lửa cháy bùng bùng luôn. Nhưng bây giờ thì họ mất tham, mình cũng mất tham như nhau thôi. Lên được 4 đưa về thế 1-4. Khó. Không sao được. Khó quá. Đến phía đội bạn thì Egipsen hit full. Đánh sao? He he, còn nguyên nhà với một bài cầm phô không bị ai động vào. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu bản lề ở trong xê đấu đầu tiên cũng rất hay. Nhưng lệch về quân quá nhiều.